nói với cả gia đình nhà kia, thì cái câu mà em đã nghe là bỏ. Chưa từng một lần là em suy nghĩ cái việc là em sẽ bỏ con em từ lúc mà lúc đó đến giờ. Tại vì sau này em sẽ rất muốn cảm ơn bác đấy. Em chỉ nhớ bác tên là Thủy, và nếu anh kia không phải là mẹ cháu ấy thì cháu không cần phải nghe. Nhưng em nói là đúng là cháu không cần phải nghe, nhưng mà cháu không biết làm sao. Cháu không biết làm sao, đúng, cháu không biết làm sao cả. Thì bảo ok, mày cứ đi khám đi. Em nói thật là lúc đấy kiểu em thở, gọi là thở rất là mệt ấy, em rất là mệt mỏi ấy. Kiểu giống như kiểu mình đang bị đạp xuống quá đà rồi ấy. Em là một cái đứa mà khao khát, nói thẳng luôn là khao khát rất nhiều cái chuyện tình cảm gia đình. Khoảng một tháng rưỡi em bắt đầu nhìn ra được con người thật của người đàn ông mà em đã chọn. Nói thẳng luôn, cái chuyện mà em gặp sau một tháng rưỡi hôn nhân đó là người thứ ba. Mắt kính Nhan Quang thu mua tất cả rồng kính cũ với giá 300.000 đồng, không quan tâm loại rồng, không cần hợp phụ kiện, không quan tâm xuất xứ, ưu đãi hết sảy, đến Nhan Quang ngay. Cái thời khắc đầu tiên trong cuộc đời mà mình nhận cái tin là mình biết là mình có mang thai và con đến với mình. Dạ, nó là một cú sốc ạ. Tuổi em mới sinh nhật xong tuổi 18 chị ạ. Chắc ngày xưa em ngây thơ lắm chị. 18 là tốt nghiệp trung học phổ thông. Không, mà lúc đấy em còn đang lớp 12 chị ơi. Đang 12. Thì em chạm một cú tình cảm, em không nghĩ là mình nhanh như vậy. Cái việc của mình có con nhanh như vậy thì khi mà mọi người bảo là hay mày có chửa thứ thì em cũng rất là hồn nhiên đấy. Thế thì đối tác của em lúc đó bao nhiêu tuổi? Các em lúc đó là bạn ấy hơn em 4 tuổi. Ồ, và bạn đó đã đi làm hay là đang đi học hay là như thế nào? Bạn ấy đi làm rồi. Sau đó chuyện tình cảm của em kết thúc rồi. Kết thúc rồi thì em mới phát hiện mình có em bé đấy. Em làm ở phục vụ ở một quán nhỏ ấy, thì chiều em đến sẽ đến dọn dẹp các thứ, xong mọi người nói thôi em cũng kiểu rất hồn nhiên chạy thân cạnh mua hai cái que về thử. Thế thì khi mà mình đối diện với hai cái vật, cảm giác làm sao rồi đi ra nói cái câu gì với các chị? Không biết nói gì chị ạ. Lúc mà trước khi bước vào cái nhà vệ sinh là mình hiên ngang chị, đi kiểu mặt còn không nhìn đến đất đâu, còn vênh váo ở đến bên trên. Rồi lúc sau là ngồi luôn trong đấy á, mọi người phải cậy cửa. Ô, phải cậy cửa luôn, tại lâu quá. Giống như kiểu mình đang chết lặng. Kiểu bản thân còn đang đi làm bấp bao bên, xong tự nhiên bây giờ lên nhiên đâu ra hai vạch. Mà lúc em thử kiểu hai vạch là chửa đúng không? Mà lúc đấy em còn dừng điện thoại. Tức là bản thân em biết đi học là biết là hai vạch sẽ là có em bé, một vạch là không có em bé rồi. Mà đến khi em đối diện với hai vạch em bảo vẫn nghĩ rằng hai vạch là không chửa đúng không? Em ngồi lúc đấy em vẫn kiểu mơ mơ màng màng cái thứ chị. Xong rồi cố gắng bẻ cong kiến thức. Cố gắng bẻ cong là cong kiến thức, hai vạch là không có chửa, một vạch mới có chửa. Em thông báo cho đối tác. Phản ứng của người ta làm sao? Một cái câu mà của các chatbot hay nói là có thật sự được của anh không? Em cũng nói luôn kiểu nếu mà bạn ấy nghĩ là không phải của bạn đấy thì đúng là không phải của bạn đấy. Còn nếu bạn nghĩ là của bạn đấy thì là của bạn đấy. Sau gần 2 tháng chia tay thì em gặp bạn trực tiếp nói chuyện thì để anh về suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Dạ. Suy nghĩ cái gì? Tức là lúc mà em biết em có thai nhá, là em không khóc. Nhưng đến khi nghe, ngay cả khi em nghe cái câu mà có thật của anh không em cũng không khóc. Nhưng mà đến khi mà người ta nói câu suy nghĩ thì em mới khóc. Mình hiểu rằng mình không có ưu tiên gì hết, mình không là cái gì đó để người ta buộc phải ngay lập tức phải bận tâm về cái điều đó. Người ta vẫn còn đang lưỡng lự. Thật sự để nói, bây giờ bạn ấy nếu chương trình lên sóng bạn ấy có xem thì bản thân lúc đó em đã không có tình cảm bạn ấy. Đã không còn thì người ta lưỡng lự đúng thôi. Bản thân em lúc đó cũng đang lưỡng lự. Thì em có thông báo mẹ em, từ khi em quyết định là em tự lập ấy, là mẹ em nghĩ là em đủ lớn rồi. Thì mẹ em lại không nói gì. Nhưng mà đến khi mà nói với cả gia đình nhà kia thì cái câu mà em đã nghe là bỏ. Em nghĩ là một phần ấy là họ thương con họ, bởi vì cả hai bọn em đang đều rất là trẻ em thôi chị. Và người ta có thể không nói rõ, nhưng mà em nghĩ là 18 tuổi của em với cái số năm 2 năm tự lập của em thì em hiểu ý người ta nói là họ cũng không tin và họ cũng không muốn đón nhận mình. Vâng, thực ra cho đến hiện thời điểm tại khi mà con em lớn rồi, nhưng mà chưa từng một lần là em suy nghĩ cái việc là em sẽ bỏ con em từ lúc đó đến giờ. Em chỉ nghĩ là nếu ok, cái việc mình thông báo ấy là mình đang tôn trọng đối tác, tôn trọng những người lớn. Còn cái việc mà họ chấp nhận hay không chấp nhận ấy, còn cái việc mà em đối diện ấy, đó là quyền của em. Sau cái hôm đó thì em không có nói chuyện bạn ấy nữa, em cũng không qua nhà bạn ấy nữa. Thì mẹ bạn đấy gọi cho em rất là nhiều, mẹ không nghe máy, nhắn tin khuyên nhủ em không trả lời, em cũng không trả lời gì hết. Bản thân mẹ em cũng là một single mom, mà nhà em ở quê ấy, thì yếu tiếng với gia đình em rất là nhiều. Xong rồi tiếp tục em lại làm điều như vậy nữa. Và bản thân em cho đến thời điểm lúc đó
em vẫn sống với gia đình em rất là nhiều. Thì em có một cái ngôi chùa ở ngoài Hà Nội, tức là họ sẽ kêu mang những cái phụ nữ mà có thai hay là đứa trẻ bỏ rơi ấy, mà em rất hay qua đó. Bản thân lúc đó em đã nhắn tin, sau đó em liên hệ là em đó quyết định mình vào đó mình ở rồi. Em không nhớ rõ lắm nhưng mà đại loại là hai nhà tác động với em quá nhiều cái chuyện mà mình phải như vậy ấy. Đến mức mà em gọi là không phải em đồng ý nhá, em buông xuôi. Muốn sao cũng được. Muốn sao cũng được. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Sau đó thì em với mẹ bạn kia đi vào bệnh viện. Và lúc em vào bệnh viện á, em vẫn nhắn tin cho bạn kia ấy. Bởi vì lúc đó em sợ thật sự rồi. Mọi người ơi, mình vẫn muốn nhắc rằng lúc đấy bạn ấy 18 tuổi nha. Có thể là ở những cái góc độ khác nhau chúng ta sẽ nói là phải mạnh mẽ lên, làm mẹ mà phải bảo vệ con mình. Nhưng mà mình vẫn muốn nhắc rằng là hãy trả câu chuyện này về cách đây 8 năm trước, để hiểu rằng bạn 18 tuổi thì cái sự mạnh mẽ đó nó không có đủ lớn để chúng ta quyết liệt đâu. Mà em đi siêu âm phát hiện là em vẫn nhớ là 8 tuần 3 ngày. Em đi vào cái phòng chờ mình khám ấy, em không nhớ mặt nhá. Tại vì sau này em sẽ rất muốn cảm ơn bác đấy. Em chỉ nhớ bác tên là Thủy. Và nếu anh kia không phải là mẹ cháu ấy thì cháu không cần phải nghe. Nhưng em nói là đúng là cháu không cần phải nghe. Nhưng mà cháu không biết làm sao. Cháu không biết làm sao, đúng. Cháu không biết làm sao cả. Thì bảo ok, mày cứ đi khám đi. Em nói thật là lúc đấy kiểu em thở, gọi là thở rất là mệt ấy. Em rất là mệt mỏi ấy. Kiểu giống như kiểu mình đang bị đạp xuống quá đà rồi ấy. Thế em đi khám xong quay về. Đi về thì mẹ bạn ấy có gọi điện cho cậu bạn ấy và gọi điện cho gia đình em là quyết định cưới. Đến bây giờ thì em, cái việc mà họ chăm sóc em khi em bầu ấy, hay họ chăm sóc con em thì không có một cái lời nào để gọi là em phải phê bình hay phải để chê họ. Bố mẹ chồng cũ em, tức là họ là một người rất tốt với con cái, con cháu của họ, là của họ, con cái, con cháu của họ chị nhá. Nhưng với em thì? Em người ngoài, em người ngoài. Và khi mà em đi đẻ, mẹ chồng em vẫn chăm sóc em. Thì bây giờ cái khoảng thời gian mà em mang thai nó đã diễn ra như thế nào với một cô dâu mới, vừa mới lớn, thì những tháng ngày thai kỳ của em nó đã diễn ra như thế nào? Vẫn rất là vui vẻ. Trong lúc mang thai thì cái chuyện mà em với gia đình chồng lúc đấy thì không có gì để... Lúc đấy là về là mình ở chung với gia đình chồng hay mình ở riêng? Em ở chung gia đình chồng, tức là nhà đấy là nhà 5 tầng, nhỏ hơn 30 mét vuông. Thì em sẽ ở tầng 4, anh chị chồng ở tầng 3, bố mẹ chồng ở tầng 2. Một cái cụm gia đình sống với gia đình như thế. Em lấy chồng về em cũng 7 giờ em dậy. 7 giờ sáng là em đang đi mua đồ ăn sáng. Em nhớ những ngày mà mới cưới về em. Em tại vì em là một đứa trẻ sống thiếu thốn, thiếu từ tình cảm của ông bà em không sống với nhau. Xong rồi tiếp tục đến mẹ em cũng không là một người phụ nữ không có chồng, mà em không được sống cùng với cả bố mẹ em. Nên là em là một cái đứa mà khao khát, nói thẳng luôn là khao khát rất nhiều cái chuyện tình cảm gia đình. Nên khi em về đó rồi ấy, em thấy kiểu bây giờ mình đang sống trong một gia đình có anh chị, có chồng, có bố mẹ thì mình sẽ cố gắng để bảo vệ nó. Thì em dậy sớm, em mua đồ ăn sáng cho chồng em, thậm chí chồng em không phải người dậy sớm, em còn mê tận phòng. Máy đang chửa, mê tận phòng. Rồi em sáng dậy em chuẩn bị nấu ăn trưa, nấu ăn cùng bố mẹ chồng em cũng dạy em những mọi thứ. Em cảm thấy lúc đó với em thấy rất là vui, chứ không có cái gì là vợ em là kiểu là khó khăn ấy. Em cảm thấy rất là vui. Xong buổi trưa được ăn cơm cùng gia đình, xong buổi tối được ăn cơm gia đình hay là nhà em, hay kiểu buổi tối ngồi xem phim với nhau. Với em những điều đó nó rất là nhỏ, thậm chí với mọi người nó là một điều rất bình thường, nhưng với em nó là một điều gì đó rất là đặc biệt. Khoảng một tháng rưỡi em bắt đầu nhìn ra được con người thật của người đàn ông mà em đã chọn. Mình đang có bầu, mình nên tập trung vào con mình thay vì tập trung bất kỳ gì khác. Nhưng mà thực ra đó là cái mà em an ủi bản thân mình thôi, chứ bản thân mình bên trong nó không ổn, nó vẫn là đang không ổn. Cái đoạn đó thì em có bị giống kiểu là em ăn nó bắt đầu không ăn được ấy, không phải là ngén chị, bởi mình đang suy nghĩ cái chỗ khác quá nhiều đấy. Thì em bé có bị thiếu chất mọi thứ, thì em thì đi khám về bác sĩ có khuyên gia đình là kiểu như là bảo ăn uống hay vừa đủ hay là mọi thứ đi, thì vì thai rất là yếu. Thì sau đó thì em mới gọi là ổn định thai hơn, thì bắt đầu em kéo em bé lên cái thứ nó không bị tụt nữa. Nói thẳng luôn, cái chuyện mà em gặp sau một tháng giữa hôn nhân đó là người thứ ba. Em thì đang gọi là đang nghĩ là happy, nhưng mà nghĩ là tất nhiên là em cũng đang cố gắng và bản thân đang cố gắng. Nhưng mà chắc chắn một điều là em ở trong mối quan hệ đó thì em sẽ thấy mình hiểu bản chất nó là gì, đúng không? Và cái bản chất đó nó làm cho em bắt đầu bị ảnh hưởng đến những cái tháng ngày mà mình phải chăm con trong bụng mình, căng thẳng, chán ăn,
Nhưng cuối cùng thì mình vẫn biết được rằng ok, giai đoạn này con là quan trọng, tập trung vào nó. Thế thì cái công việc của mình lúc đó thì sao em? Lúc đó là lúc em có bầu là em ở nhà luôn chị ạ. Ừ, có nghĩa là mình cũng đồng thời bị khó khăn về kinh tế và phụ thuộc kinh tế không? Phụ thuộc kinh tế thì có, nhưng để khó khăn thì bảo cái khoản tiền riêng của em thì không phải. Bản thân em là cũng được bạn bè, bởi vì em là một cái người mà trong mọi sự khó khăn em vẫn sẽ có người giúp đỡ. Mà quan trọng là em nhận hay không thôi. Em là cái người mà không phải lúc nào khó khăn là không có người giúp đỡ đâu, có, nhưng mà tính em gọi là hơi tự cao ấy ạ. Với bản thân mình lấy chồng sớm ấy, những cái lúc đó ấy, em nghĩ cái khó khăn nhất của em đó là em không tìm được một cái người mà để em chia sẻ được mọi chuyện. Đúng rồi. Thôi mình cứ gọi là cố gắng happy được đến ngày lúc nào hay lúc đó ấy. Rồi như vậy thì với những cái tháng ngày nó căng thẳng, mình cố lừa dối bản thân, nhưng mà mình ôm mọi thứ trong lòng mình như thế và đắp đổi ngày tháng cho nó qua, cho nó qua, thì cũng qua đến cái ngày mà theo hoa nở nhụy, con ở trong bụng thì cũng phải đến ngày con đủ tháng, đủ ngày, đủ lớn để con chào đời. Thế thì sự kiện đi sinh của em nó đã diễn ra như thế nào? Thực ra là cái sự gắng gượng để sau, em biết là mình đang cố giấu cái cảm xúc, nhưng lúc với em lúc đó là mình nó không phải gắng gượng chị ạ. Con em vài được vài tuổi em nhìn lại toàn bộ tất cả mọi thứ ấy, thì em mới biết là mình đang lừa dối bản thân mình. Trước thực ra thì em nghĩ mọi người không lừa dối em. Lúc đó em vô tư. Không, bạn này không phải vô tư mà bạn này cố tin. Cố tin, đúng rồi. Cái cảm giác này nó kinh khủng lắm em. Thì một dạng lừa dối bản thân. Đúng rồi, em lừa dối bản thân. Tội nghiệp nhất của một con người là mình tự đánh lừa bản thân của mình. Là vậy, là vậy. Tạo cái hạnh phúc cho bản thân mình là nó kinh khủng lắm. Lúc mà em đi sinh ấy, thì lúc em đi khám thai thứ thì bạn kêu em vẫn đưa em đi. Khi mà bảo là sinh ấy, thì mẹ chồng em có vào, thai của em nó hơn 40 tuần cơ. Người ta bảo là sinh lần đầu với cả là ít tuổi thì sẽ sinh non ấy. Trời ơi, em quá ngày dự kiến luôn ạ. Đợi hoài luôn. Vâng, đợi hoài luôn ạ. Ngồi trong phòng khám ngồi như này, em cũng ngồi như này này. Xong bác sĩ hỏi mày đi đâu ấy? Cháu đi đẻ. Mày đẻ thôi, bụng mày đâu? Mày đứng dậy sinh nào thì em mặc bộ ngủ bình thường thôi, một cái bộ bình thường không phải đến đấy đâu. Xong rồi đứng dậy thì bụng rất nhỏ bác sĩ, trời bụng bé tí nhưng mà đẻ rồi. Mày từ bao nhiêu tuần thì khi khám đi siêu âm các thứ đi, thì đến khi vào bác sĩ xem con này còn, mà nếu mà ai sinh nở biết là mở 3 phân là đẻ được rồi, mày cứ ngồi đấy mày cứ bình tĩnh thế nhỉ, bảo cháu không biết gì đâu, cháu có thấy đau gì đâu. Và lúc đấy em nghĩ là ôi mình thật may mắn mà mình không đau đẻ, là mình chắc là rất là nhẹ nhàng chị. Xong cũng nhập viện, đi vào phòng chờ thấy mọi người bắt đầu đau cái thứ, em kiểu lâm dâm thì em bảo mình rất là may cái thứ rồi, ngồi vui vẻ lắm chị, happy lắm, ngồi kiểu nói chuyện nhắn tin mọi người em đi đẻ đây, xong mọi người hỏi đau không, không chẳng đau thế nào, chắc em sắp đẻ rồi chứ. 4 giờ chiều là bắt đầu cái cơn khó thở nó lên rồi chị, cái kiểu mà mới là nó đau xuống ấy. Đến chiều nó bắt đầu cơn nhiều, đến đúng 12 giờ đêm thì bác sĩ cho em vào cái khu sinh, mà em đi đẻ ở bệnh viện bình thường thôi thì không có cái dịch vụ là cho người nhà vào. Thì họ cho em ở một cái phòng riêng, nó có mười mấy giường, một mình em nằm trong đó. Và bắt đầu các cơn của em nó lên, nó dồn dập rồi. Mà em kiểu cũng học nhiều là không được dặn lung tung hay là không được la cái gì. Em nhịn thôi, thì mà em đến khoảng 1 tiếng sau nhá, là khoảng 1 giờ là em vào phòng sinh luôn. Bắt đầu em lên cái phòng đấy là em đổ người em đau chân, em không đi được nữa rồi. Nhưng vẫn một mình em leo lên cái giường sinh mà nó cao chị, nó cao mà với một cái người bụng bầu. Người bình thường như mình là mình cũng chỉ phải trèo với rồi, đây còn bầu nữa mà đang không đi được nữa. Thì em trèo đấy xong bác sĩ khám mà vẫn chưa đẻ đâu, mới có 4 phân thôi, tức là hơn buổi sáng hơn 1 phân. Bao nhiêu cơn đau thì hơn buổi sáng 1 phân, mày cứ nằm chờ đi. Xong rồi em nằm đó mãi cho đến khoảng 3-4 giờ, bởi vì là nằm ở đây thì đồng hồ ngay bên cạnh mình nhìn được, mà với em thật là cứ 1 phút đau một lần, 1 phút đau một lần như thế mãi cho đến sáng. Không có một ai hỏi chị, người nhà cứ bên ngoài, người nhà không biết gì. Em nhớ là cái y sĩ trực của em cứ nằm, họ mới nằm bên cạnh họ ngủ thôi. Lâu lâu họ, em bảo là bác sĩ khám cho hay cháu đẻ rồi, họ thì họ dạy họ khám cho em. Em vẫn nhớ đến mức mà em mệt đến mức mà em thở không được, em khát nước, mà em bảo là bác sĩ cháu xịn nước không, người ta bên bàn mày qua mình lấy. Vâng ạ. Em leo lên leo xuống hay là em nằm chờ hay là em làm bất cứ gì là em tự hết ạ. Đến lúc mà em không còn thay đổi, không thể nào chờ người nữa, thế bảo cho cháu nằm luôn trên này. Em đau đến mức mà đến 6 giờ sáng em bảo là xin cho cháu đi mổ đi, không có một ai trả lời. Đến lúc 6 giờ sáng hôm tí là em không cảm nhận được cơn đau rồi. Là em chỉ thấy cái bụng em nó lệch sang bên, nó ở ngay chỗ này thôi. Đầu tiên là bụng xuôi như này, em xong nó sang một bên rồi và nó không cử động cái gì nữa. Nó lò không em? Có, lo chứ chị. Không, em không cảm nhận được cơn đau nữa và em bản thân không mở mắt nữa. Thì lúc đấy bác sĩ có đi đổi ca thì có một cái bác tạp vũ vào ấy, em bảo là cháu không có tiền đâu, nhưng bác ra bác gọi mẹ cháu tiền là này này này, có bệnh nhân là như này, đi vào đây cho cháu xin nước, cháu khát nước quá rồi. Bởi vì lúc mà em xin nước là đã không có ai lấy nước cho em rồi và em không lấy nước nữa rồi. Thì mẹ em mới vào bỏ nước cho em, gọi là
lúc mà để mẹ em vào được ấy, nó khoảng là 15-20 phút thôi, nhưng với em nó là một thế kỷ thôi, nó là mấy chục năm rồi. Lâu đấy em không thể nào uống nước nữa, mẹ em bón mà kiểu như là bây giờ mẹ em hỏi mẹ em không trả lời được mẹ chồng em ấy. Thì má em hồi xong bảo là em chỉ nói là xin con mổ đi. Mẹ em xin ra ngoài, xin đi mổ cái thứ mà để xin được đi mổ cho em cũng rất là lâu. Mãi sau có một cái bác trưởng phó khoa bác đi vào, ô con bé này sau tuần qua là vẫn chưa đẻ à? Thì xong bác nhìn ô con bụng làm sao lại lệch sang bên này đi. Bác đấy là người khám cho em. Xong mà là bác gọi mấy người kia bảo tại sao trường hợp này không mổ. Thì đoạn sau đó là nó mơ mơ màng màng cái gì đó em không biết, chỉ bảo người nhà em bác ký để chuyển đi mổ thôi. Còn đấy là em mơ mơ mà không biết một cái gì rồi. Đến khi đẩy em đi mổ các thứ thì em chỉ biết là mình đang được đẩy đi thôi. Còn đang đẩy đi gọi là đang sống, đang chết, bản thân em không ý thức nữa. Em vẫn nhớ là kiểu bên ngoài, bên xung quanh, tức là mình vẫn nghe được tiếng nói vậy nhá. Em vẫn nhớ nguyên cảm giác đó là mình nghe tiếng nói nhưng mình muốn trả lời mình không trả lời được. Thì đến lúc mà đi vào tiêm các thứ mà tiêm như tiêm bằng cứng hay cái gì đó ấy, thì bắt đầu em mổ mắt là nhiều hơn. Và lúc mà em cứ nghe tiếng xoẹt xoẹt ở đâu ấy, kiểu lúc mình mổ nghe tiếng xoẹt xoẹt đó chị, thì lúc em nghe tiếng em bé em khóc ấy, là em kiểu giống như kiểu là một cái gì đó thúc đẩy mình phải mở mắt ra. Và lúc đấy em chỉ nghĩ như này, lúc mà em lôi bé em không khóc, nó rất là lì ấy. Bởi vì là lúc mà trước khi đi khám biết là dây rốn quấn một vòng rưỡi cho chị, với cả bé nhà em đi khám có 2.7 thôi ạ, đến khi đẻ ra gần 3.6 chị. Lúc mà lôi ra 3.6 tức là hôm trước hôm sau nó chênh nhau tận mấy lạng trời ấy. Xong rồi em thấy lôi ra không khóc, và đánh đi nó khóc ấy, thế em chỉ nghĩ là lúc đấy em gọi là kiểu em tỉnh hơn ấy. Em mà nếu như ngày hôm nay em gặp chuyện gì ấy em không biết thì thôi, nhưng mà nếu mà con em gặp chuyện gì thì đúng là thật sự là em gọi là làm loạn viện lên mất. Thì lúc sau đánh em bé khóc to lắm chị, tại vì là nó cũng to nhất nhì cái viện đó đấy. Thế xong rồi cũng chẳng được nhìn mặt luôn ạ. Xong rồi mọi người làm cho em thứ, đẩy em về phòng hồi sức thì em ngủ đó. Xong tự nhiên người nhà bế sang một cái cục cho nó nhìn em, nó cũng nhìn em chị, mà nó em bé nhà em chẳng biết là bé nó mặt nó bướng lắm, nó cứ nhìn em tròn xoay nhìn em, xong nó kiểu lạ lắm chị. Bao nhiêu cái mong chờ của mình trong bụng rồi tự nhiên bây giờ cho nhìn đối diện mình, cảm thấy ở đây là ai vậy trời, tự nhiên bế xong đây nó nhìn mình đây trời đấy. Trời, em phải mất tận 3 ngày để em làm quen nó là con em chị. Tự dưng mình đang gọi là năm tuổi ăn tuổi lớn đó chị. Em trộm vía em về em bé em tìm một cái là có về sữa luôn. Thì đó, tại có sữa đó là, lúc... là một trong những cái trợ lực để biết nó là ai đó, thì nó sẽ bú. Chị hỏi một chút xíu, lúc đó chồng cũ của em, tức là bố của em bé đó, phản ứng như thế nào? Em có nhìn thấy được cái nét mặt của ảnh hay không? Cũng hơn em tí là bạn ấy cười rồi, còn em kiểu không biết cái gì, kiểu tại sao nó cứ nằm bên cạnh mình, nó cứ nhìn hay lắm chị. Mà kiểu em nhìn nó cũng nhìn theo em luôn, nó cứ nhìn chằm chằm. Còn bạn kia thì bạn cũng có đùa, kiểu cứ nhìn kiểu trêu trêu ấy. Vito Bimbi Ferrose, kém sắc đủ mỗi ngày, bé khỏe mạnh lớn nhanh, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Thế thì cái câu chuyện mình xuất viện về nhà, một mình đối diện với em bé với một cái độ tuổi 18, chưa có biết gì về cái chuyện làm mẹ hết, thì nó như thế nào? Em lúc này em cũng gầy lắm, cho em kiểu cái quá trình mà phục hồi sau sinh của em nó vất vả lắm. Đi lại thì đang đeo cái ba lô ngược, xong bây giờ tí không có gì trước bụng, chị không đi được chị ạ, khổ lắm. Mất cân bằng. Vâng, mất cân bằng vì bản thân mình xong đi cứ lấp la lửng, xong kiểu nhiều lúc quên ấy. Quên là mình đẻ rồi chị, ta sống ôi không thấy bụng nữa. Nói chung cứ ba mình, xong mọi người bảo là phải tập đi thẳng đi, không quen các thứ đấy. Gù lên. Vâng, bị gù đấy, em rồi bị đấy đấy. Xong em bé em trộm vía, em bé em bướng. Nó sống một mình một kiểu, nó không giống ai chị. Cứ đêm nó ngao, mà ngao 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 tức lắm chị. Chắc phải nó khóc, nó cứ ngao vậy thế. Nga. Nhỏ nào tên Nga mới kêu hoài à? Và em thì không có nuôi con khoa học. Em là một người nuôi con truyền thống luôn, là cho tiêm mẹ trực tiếp luôn. Mãi sau này mới biết là nó tiêm mẹ nó sẽ không đủ no. Và nếu không đủ no nó lại kêu. Đấy chị ạ, nhưng mà lúc đấy đâu có biết gì đâu ạ. Cứ em bé khóc phải cho tiêm, xong bao giờ đi vệ sinh. Cứ một ngày cứ liên tục lặp đi lặp lại. Thế lúc nào mệt quá thì chỉ có mẹ chồng em lên đỡ thôi. Bởi vì mẹ đẻ em rất là xa. Happy mọi thứ lúc đấy, happy thật ạ. Vì ông bà quý cháu lắm ạ. Nhưng mà tối thì có mình em, lâu lâu mà kiểu ông bà thấy khóc quá thì ông bà lên. Cái chuyện mà lúc mà em sinh em bé xong một tuần ấy, là em biết thật sự có biến rồi. Và biến này nó sẽ hơn các biến trước ạ. Thì lúc đấy em chỉ nhớ là khi mà con em được 1 tháng tuổi em bị trầm cảm. Lúc nào em về em nhìn ảnh cưới em sợ đến mức em phải lấy khăn tắm em che cái ảnh cưới lại. Em sợ chị.
đây là ai và mình đang sống ở đâu đây, sao mình lại sống ở đây, đây khỏi nhà mình, chắc chắn không nhà mình rồi, mình đang cố bám víu gì đó, mình sợ chị. Em bị trầm cảm lúc đấy là khoảng 2 tháng, mà cái người duy nhất phát hiện ra không phải người thân của em. Họ đang nghĩ, họ mà nói em câu là kiểu phụ nữ ở nhà bế con rồi, nhà chỉ phải trông con rồi thì cái gì mà trầm cảm cái gì đó. Em không ăn được chị, em ăn đấy, em ăn trước mọi người, em đang ăn rất bình thường, nên là phim nôn sạch luôn. Em không ngủ được, một là em đang suy nghĩ quá nhiều, và hai con em nó không giống ai thật. Con em không giống ai, nó khóc như thế chị. Em gầy rộp nó luôn, giống như kiểu một người nói là hậu sản ấy. Em gầy rộp người luôn, mà em xanh xao người, em vật vờ nó như một cái con gì đó, kinh lắm chị. Lúc đấy em không chụp ảnh, không soi gương gì, em không biết, nhưng mà mẹ chồng em, đến mức mẹ chồng em nói em không được ấy. Và tại sao mày ăn kiểu gì mà ăn cứ để gầy thế ấy. Xong mẹ chồng em gọi điện cho mẹ em khuyên em ăn nhiều ăn ấy, cũng không khuyên được. Bạn em nhắn tin với em, bạn em ở nước ngoài thì bạn bảo là gặp chuyện đúng không, ba la các thứ, thì bạn có hẹn gặp em thì đưa em đi khám bác sĩ tâm lý, thì bảo là em bị trầm cảm sau sinh rồi, và cái bệnh này không có một thuốc gì chữa được. Thế là bác sĩ khuyên thì em vẫn trả thông được một cái gì đó, em vẫn muốn đi tới, nhưng mà được cái là em không còn bế con em ra ban công nữa. Nhưng mà cũng thương con, bác sĩ đi kiểu đấy cũng cho em nhớ là châm cứu, xong rồi dây nhợ là nhằng gì đó khám, xong rồi khám tất cả tổng quát, xong rồi kiểu như là em gầy quá. Lúc mà lúc đấy em có 38-39 cân thôi chị. Em đang cao 1m67 lúc đấy, bây giờ mình chiều cao với nhau mà 38-39 cân nó rất là gầy. Nhưng bác sĩ hỏi là bây giờ đang cho con bú cái gì, thì em bảo là cháu cho bú trực tiếp, với cả là có uống thêm sữa ngoài. Thế bảo là thế có tiền cho con uống sữa ngoài nữa không? Thế mình biết sữa mẹ nó tốt nên hay là sữa bột tốt không? Có sữa mẹ. Bác sĩ không khuyên em câu nào là bỏ chồng, không khuyên em câu nào nghĩ khác về người đàn ông, hay không khuyên cái gì bất kỳ gia đình, chỉ bảo em là đừng có làm như vậy nữa. Và sau đó thì em cố gắng ăn hơn, em cũng tự nhờ mẹ chồng của em là kiểu ngày sáng dậy mẹ cho mẹ bế cháu cho con đi ngủ. Còn trước đó em không dám nhờ chị. Cứ lúc nào cũng tỏ ra mình đang ổn lắm đấy. Thì dần dần em ăn được và cân bằng lại cái chuyện đó, không quan tâm với việc người đàn ông kia lừa mình hay người đàn ông đang đi đâu, thì quan tâm là mình phải kiếm nhiều tiền, vì mình phải kiếm tiền, cứ có việc gì mình làm miễn là mình có tiền. Em vẫn nhớ là em còn đi nhặt đồ xi ở một cái bãi đồ xi rất là to, nhặt xong buổi tối em đi đến một cái cổng chợ sinh viên, em đứng xếp hàng và bán. Lúc đấy năm đó là 2016 rồi á. Xong rồi lâu lâu cũng gom tiền vào để mình đi học một cái nghề đó gì đó ổn định. Em vẫn nhớ là 2015, cuối 2015, đầu 2016 rồi em chưa đi bán hàng online. Em xin được một công việc văn phòng cần một chiếc máy tính. Chồng em có một cái máy tính cũ, mà sau đến khi em với cả mẹ chồng em lo cho bạn ấy đổi đời, đổi lên một cái máy tính bàn mấy triệu rồi ấy, bạn ấy không mang được cái máy tính ấy về cho em dùng, bạn ấy cho bạn, cho đồng nghiệp, Bao lâu thì em mới dọn ra khỏi nhà, và dọn với lý do gì? Và có dễ dàng hay không? Lúc em dọn nhà thì đúng là kiểu đi một cái mà mọi người không nghĩ em sẽ đi. Thì đến năm em đi 2017, lúc đấy là em đi chụp mẫu, thứ ra cũng có tiền rồi. Đầu tiên là cái việc mà em mua xe trước. Rồi đến khi mà mình bước chân ra khỏi nhà thì mình nói chuyện với bố mẹ chồng như thế nào? Đấy, nói với ban câu là con xin phép con bị cháu ở ngoài, con nuôi cháu bên ngoài. Rồi phản ứng của bố mẹ như thế nào? Mày muốn làm gì mình làm. Không tin, chị không tin. Em vẫn chủ động cho con em sang, hay có một chuyện gì em vẫn thông báo sang, hay là đơn giản bây giờ em vẫn nhờ bố mẹ chồng đi đón con. Thực ra không phải là em không đón được, nhưng mà em vẫn thích nhờ, em vẫn thích đưa sang cho ông bà chăm sóc cái thứ. Rõ ràng công việc của em liên quan nghệ thuật, em ở Sài Gòn nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Em chuyển con em vào đây em sẽ đỡ vất vả hơn rất là nhiều, nhưng em vẫn muốn con em vào Hà Nội. Vì Hà Nội ít là con em vẫn qua lại nhà nội bình thường. Hiện tại thì ai chăm sóc bé? Hiện tại thì em vẫn là người nuôi, nhưng mà đợt này em công việc của em bận, với cả đợt vừa em đang ốm rất là nhiều ấy, thì em có chuyển về cho ông bà, nhưng mà tiền học thì em vẫn đóng. Và thậm chí là cái việc mà có một lần em lên nói là cái việc mà chồng cũ của em không phụ giúp gì về kinh tế thì đúng là thật. Cái việc em nói rõ một câu là trách nhiệm của cha mẹ với con cái là trách nhiệm tự bản thân mình nhìn ra. Còn cái việc anh không lo cho con anh thì em lo cho con em. Như chị đã nói, con cái vẫn nên ở chung với ba mẹ, bởi vì đó là mối quan hệ trực hệ. Nó là mối quan hệ quan trọng và đầu tiên nhất của đứa trẻ. Khi nào mà có những cái hoàn cảnh thực sự đặc biệt đến mức mà ba mẹ không đủ năng lực, ba mẹ không đủ năng lực hành vi, ba mẹ không đủ năng lực. Chứ về kinh tế thì thực ra dĩ nhiên là con sống một cuộc sống đầy đủ nó vẫn tốt hơn. Nhưng mà đứa trẻ nó đòi, nó cần nhiều cái trong sự trưởng thành, chứ không phải mỗi câu chuyện về tiền bạc. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là người lớn họ sẵn sàng như thế nào với cái việc là thiết lập cuộc sống. Chứ bây giờ chẳng hạn như trong trường hợp đủ đầy kinh tế mà về với ba mẹ, mà ba mẹ cũng đầy những cái điều băn khoăn để dành cho con, là có con mà vướng víu này kia nọ, thì cũng chưa hẳn con hạnh phúc hơn. Vậy thì cuối cùng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở lòng người thôi.
Bây giờ thì tới cái giây phút là mẹ bỉm nhắn gửi thì em sẽ gửi cho ai? Nói chung là em muốn dành lời cảm ơn với tất cả mọi người, tất những người đã đồng hành với em từ xưa tới giờ, kể cả chồng cũ của em hay bố mẹ chồng cũ hay tất cả bố mẹ đẻ của em vẫn cảm ơn họ. Còn lời xin lỗi thì với mẹ em. Nhưng thực ra em không phải một đứa sẽ nói lời xin lỗi đâu. Em chưa nói xin lỗi mẹ em hết. Em chỉ nói là con không xin lỗi mẹ, nhưng mà con sẽ hành động. Và bây giờ bản thân đang sống tốt, nghĩ là cái việc mình sống tốt và mình chủ động tất cả mọi thứ, mình không phải buồn nữa, đó là một cái lời xin lỗi rõ ràng cho mẹ mà. Cuộc sống này có những khó khăn hay có những điều vui vẻ thì mình vẫn phải đối diện với nó. Thì thay vì mình đối diện với cái sự khó khăn theo một cách tiêu cực nhất ấy, thì mình hãy đón nhận nó và bước qua nó. Em có chơi với một bạn thì bạn nói một câu là mình chỉ quan tâm đến hai người, một là người sinh ra mình và hai là người mình sinh ra hết. Nên mình quan trọng đến hai người họ và đừng để hai người đó phải buồn hay đau lòng, hay đừng làm những cái gì tổn thương đến hai người đó. Nên là mong là cuộc sống của hai mẹ con sau này nó vui vẻ, hạnh phúc, và đặc biệt là em sẽ thành công hơn trong cái con đường mà em chọn. Cảm ơn chị.